Bồ Đào Nha thiệt quân nghiêm trọng, đội tuyển Việt Nam nhận thêm lợi thế. Hoàng Việt Trung yêu cầu tập kín. Báo giới Bồ Đào Nha tỏ ra lo lắng khi tiền vệ kỳ cựu là Fatima Tino nhiều khả năng sẽ vắng mặt trận đấu với Việt Nam. Đây là trận đấu vô cùng quan trọng với họ khi mà chỉ cần không thắng, gần như cửa đi tiếp của họ sẽ đóng lại. Theo tờ Record, Fatima sẽ vắng mặt trong buổi tập ngày 24 tháng 7 của đội tuyển để chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Việt Nam. Ngôi sao 27 tuổi này được cho là dính chấn thương đầu gối sau một va chạm và thất bại 0-1 trước Hà Lan. Theo báo chí Bồ Đào Nha, cầu thủ này vẫn đang chờ kết quả chẩn đoán và tiền vệ này vẫn chưa được phép ra sân. Thông tin chấn thương của tiền vệ này thì khiến cho Bồ Đào Nha lo lắng vì tiền vệ của câu lạc bộ Sporting được đánh giá là một trong những cầu thủ quan trọng. Ngôi sao dày dặn kinh nghiệm này đã 76 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và góp công lớn giúp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha lần đầu tham dự World Cup. Một vài người ngạc nhiên nhưng trên thực tế, Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia có nền bóng đá nữ kém phát triển nhất châu Âu. Và mới đây nhất, đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup. Họ cũng là lần thứ hai lọt vào vòng chung kết Euro, nhưng một trong hai lần đó, nhờ vào việc Nga bị cấm tham dự các giải quốc tế, Bồ Đào Nha chỉ định được thay thế. Hiện tại Bồ Đào Nha với mức lương tối thiểu của các cầu thủ là 665 euro mỗi tháng, khoảng 17 triệu đồng. Thế nhưng chỉ 125 người nhận lương vì họ có hợp đồng chuyên nghiệp, có nghĩa là số còn lại chiếm phần lớn ở Liga PPI, sống trong tình trạng bấp bênh về tài chính với thỏa thuận miệng. Dù vậy, thế hệ cầu thủ nữ đi trước nói rằng giờ đây đã khá hơn rất nhiều, thậm chí là một trường một vực. So với vài năm trở lại đây, bóng đá nữ Bồ Đào Nha đang dần chuyển biến. Giải vô địch quốc gia đã được nâng cao, đầu tư hơn, từng bước chuyên nghiệp hơn. Ở mùa trước, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã chi gần 2 triệu euro để cho hỗ trợ các câu lạc bộ. Và mùa tới, khoản ngân sách tăng lên 4 triệu, một phần vì các câu lạc bộ Bồ Đào Nha sẽ có hai suất tham dự Champions League liên lạc vào vòng top 6 của giải vô địch quốc gia UEFA. Để nâng mức lương cơ bản từ 665 euro lên 2.280 euro, đề xuất trên cũng đã được đề xuất 2 tháng, bên cạnh các quy định chặt chẽ về chế độ về thai sản, an sinh xã hội. Đó cũng là lý do, trong vòng 10 năm qua, số lượng câu lạc bộ bóng đá nữ đã tăng từ 188 lên 366, và số cầu thủ cũng đã tăng lên từ 2.450 lên 9.723. Mặc dù vậy, để vươn tới về chuyên nghiệp hoàn toàn, cạnh tranh so phẳng với các nền bóng đá tiên tiến ở nước khác như Anh, Đức vẫn là một hành trình dài. Kinh phí của bóng đá Bồ Đào Nha vẫn đang rất eo hẹp, thiếu cơ sở vật chất hỗ trợ. Nhưng cái gì cũng phải cần có thời gian và không phải lúc nào cũng để phàn nàn. Tại World Cup 2023, bất chấp đây là lần đầu bước vào sân chơi thế giới, nữ Bồ Đào Nha vẫn đặt mục tiêu lớn. Jessica Silva, tiền đạo 100 lần khoác áo của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha nói, World Cup 2023 là cột mốc đặc biệt với bóng đá Bồ Đào Nha. Chúng tôi nỗ lực để tiến xa hơn nữa nhằm truyền cảm hứng cho các cô bé trên khắp cả nước để tạo dựng một nền bóng đá vững mạnh và phát triển. Ngày 27 tháng 7 tới, Bồ Đào Nha sẽ ra trận thứ 2 gặp đội tuyển Việt Nam. Đây chắc chắn là trận đấu vô cùng thú vị khi mà Huỳnh Như đối đầu với các cô gái của Bồ Đào Nha. Tôi rất mong chờ trận đấu giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha. Đó sẽ là điều không thể tin được, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cách đây không lâu. Về phần chúng ta, chiều ngày 25 tháng 7, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập chiến thuật. Đáng chú ý, ban huấn luyện đã quyết định cho các cầu thủ tập kín nhằm giữ tập trung. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 2 buổi tập trước khi có một cuộc đụng độ với Bồ Đào Nha. Ngày 25 tháng 7, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi chiến thuật nhằm xây dựng các phương án tấn công, phòng ngự và luân chuyển bóng cho trận đấu với Bồ Đào Nha sẽ ra vào lúc 14:30 trong khuôn khổ bảng E ngày 27 tháng 7. Đáng chú ý, ban huấn luyện đã cho tập kín. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 2 buổi tập nữa để chạy đua với thời gian. Với việc chỉ để thua 3 bàn trong ngày ra quân, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Nhiệm vụ của chúng ta là giành được 4 điểm trong 2 trận còn lại. Còn nhớ cách đây 4 năm, Tây Ban Nha, Nhật Bản đã vượt qua vòng bảng với 4 điểm. Trong khi đó, Tây Ban Nha đi tiếp nhờ hơn Trung Quốc với hiệu số thắng bại. Trở lại với bảng E, lịch thi đấu khá ủng hộ Việt Nam. Đối thủ tiếp theo của thầy trò ông Trung là Bồ Đào Nha, đội đã mới lần đầu tham dự. Bồ Đào Nha cũng bị đánh giá thấp hơn so với Mỹ và Hà Lan. Nếu hòa, đội tuyển Việt Nam cần có một chút cơ hội và quyền tự quyết khi gặp Hà Lan. Nếu thắng Bồ Đào Nha, cơ hội vượt qua vòng bảng sẽ cao hơn. Đó là chiến thắng lịch sử của Việt Nam. Còn nếu thua thì đội đi tiếp, thầy trò ông Trung gần như là còn không. Tất nhiên là khán giả nhận định thì chỉ mang một tính chất tham khảo mà thôi. Sau đó, mục tiêu
thiết thực nhất đối với tay trò ông Trung có lẽ là tìm kiếm bàn thắng. 4 màn đấu được tổ chức tại New Zealand, trong đó có bảng E của đội tuyển Việt Nam. Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan đang đối mặt với nhiều thách thức về thời tiết. Lúc này tại New Zealand đang là mùa đông, vì thế FIFA đang tính tới phương án sẵn sàng cho các trường hợp thời tiết xấu nhất. Các phương án được đưa ra là lùi giờ thi đấu, hoãn giờ hoặc thậm chí là chuyển địa điểm. Trường hợp xấu nhất thì FIFA có thể huy động 224 phương tiện di chuyển để đưa 840 thành viên của 16 quốc gia, tức là 16 đội bóng thuộc bảng đấu đến một địa điểm khác. Tất nhiên đó chỉ là một phương án dự phòng của FIFA cho một giải đấu lớn như World Cup. Ở trận đấu Việt Nam diễn ra trên sân Etihad Park diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 22 tháng 7, chưa xuất hiện những ảnh hưởng bởi mưa tuyết. Trận đấu với Bồ Đào Nha sẽ diễn ra lượt trận thứ hai, khi đó Việt Nam sẽ thi đấu với Hà Lan tiếp ngày thứ ba là ở sân vận động Juendin ở trận cuối vòng bảng vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 8. Đây là địa điểm có lúc nhiệt độ xuống thấp, rất may là sân vận động này có mái che. Trương Thị Kiều cho biết, Kiều cho rằng thời tiết cũng là một phần vì các cầu thủ đã quen với điều kiện ở đây. Đến 1 đến 2 tuần thì nó sẽ là khó khăn chung. Để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, đội tuyển cũng đã nghiên cứu về lối đá của Bồ Đào Nha. Tôi đã xem hết trận đấu và thấy họ rất mạnh chứ không phải là yếu. Tôi thấy đội nào cũng mạnh nên mình cần phải tập trung. Tôi nghĩ không có đội nào yếu cả. Lúc này là phải có 100% quyết tâm thi đấu hết mình. Cũng giống như Việt Nam, Bồ Đào Nha lần đầu tiên tham dự cũng đã hừng hực khí thế. Khi thi đấu không biết trước được điều gì, nhưng các đội đã thi đấu rất máu lửa, rất mạnh chứ không phải là yếu. Sau đó mình phải tập trung phòng ngự, làm thế nào để phòng thủ chắc chắn. Trương Thị Kiều cũng đã cho biết, thi đấu chính là mình thì đó là điều quan trọng nhất và vào trận lúc nào cũng phải tự tin để có một thể trạng tốt nhất. Trước trận, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ bước vào trận đấu với Bồ Đào Nha với mục tiêu có điểm hoặc ít nhất là có bàn thắng. Đây sẽ là đối thủ chênh lệch ít nhất so với Việt Nam trong bảng đấu này. Dù vậy, đây vẫn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với đồng đội.